được một ít. Thế à? Chị có bận gì không? Chị cũng không bận gì đâu. Hộ em một lúc. Hộ em hái một lúc cho nó đầy ấy. Em còn về với con nhỏ đang ở nhà. Thế hái luôn đi để chị hộ lại. Đấy, em đi để cho nó đỡ nặng đi. Chờ em một tí nhá. Bứt vào cái túi này. Đấy, chị vào đây trong đấy. Rồi vào. Ui này, nhiều dưa lắm chị ạ. Dưa đẹp. Đây có quả to này chị ơi. Dưa khá nhiều nha. Vâng. Thế em nhà đâu? Em ở gần đây thôi chị ạ. Chồng con thế nào rồi? Em bỏ chồng rồi. Bây giờ một mình em nuôi con thôi. Em còn đang bỏ con ngủ ở nhà mình ấy. Thế à, thế bước nhanh về với con đi. Trời nó khóc ấy. Hộ em với. Đây này, đây mới có như này này. Chị đi xem ruộng à? Ừ, chị đi xem. May thế nhỉ, có chị xuống hộ em một lúc. Không, chẳng có ai hộ lâu lắm. Thế bố mẹ em có ở cùng không? Không, em ở một mình mà. Bố mẹ em không cho em ở cùng đâu chị ạ. Một mình với con à? Vâng. Thế bước nhanh đi, xong còn về với con đi. Đây em lấy là chị giúp hộ em cho vào túi em với. Máy nhé, có chị hộ. Mẹ em tối ở đây mất. Được rồi đấy. Thôi, dưa sắp hết rồi. Hết dưa rồi chị ạ. Không có dưa rồi. Ui, quả này to quá. Thế được dưa, đủ dưa là về đi em. Ôi chị ơi, cái gì nó đốt em ấy chị. Chị xem hộ em ấy. Ôi, cái gì nó đốt em ấy. Ui, trên này. Trên này cơ. Nhanh lên một tí chị ơi. Đây rồi. Chị kéo áo lên hộ em ơi. Ở chỗ này cơ. Dưa quá. Xem hộ em ơi. Ui, nó bỏ qua đây rồi. Không thấy con gì không? Đây hộ em ấy. Rồi, đây rồi. Chị bắt rồi. Con kiến này mà. Ôi, thằng nào em thấy ngứa quá. Chị gãi hộ em một tí nữa rồi. Được rồi, thôi chị ơi đi. Đi ra kia ngồi nghỉ. Vâng. Đi ra nghỉ. Hết rồi, đi về thôi. Muộn lắm rồi ấy. Con em khóc. Để đổ vào đây cho em. Ôi chị có cả nước à? Mẹ em đang thắt nước quá. Ngồi nghỉ đây chị ơi. Ngồi nghỉ đi. Bóc dưa quả nhá. Chị ơi quả này ngon này. Chị bóc ăn đi. Quả nào cũng được đây. Em uống nước thôi. Uống nước đi em. Bóc ra cho em ăn với. Chị uống nước không? Chị không uống. Ôi mệt quá. Ruộng của chị có ở gần đây không chị? Ruộng chị ở ngay gần kia mà. Chị bóc lâu đấy. Em chọn quả ăn. Em chả cần bóc đâu, dưa này sạch. Thế em với chồng em sao mà bỏ nhau? Chồng em á? Ngon. Nó nát rượu về đánh đập vợ con. Mấy người nói rượu chè chị. Thế nó có chịu hộ em làm gì đâu. Thế bỏ lâu chưa? Mới chị ạ. Dưa ngon nhỉ. Thế em có tính bước đi bước nữa không? Em cũng còn đang suy nghĩ chị ạ. Ở đây có anh nào không chị? Có, gần nhà chị có một anh ấy, cũng là đồng thân. Em cũng muốn tìm một anh giúp em làm việc ấy. Mỗi hai mẹ con với cả lắm. Chị ăn đi. Chị đang ăn rồi, ngon lắm. Chị ơi, em cho chị mấy quả về cho cháu này. Ôi, xong không rồi phải chị cho đâu. Đây chị, em để về bán cho con ăn. Tí chị mang về hộ em nhá. Bây giờ chị hộ em nhắc cái gùi này lên lưng cho em với. Ui, nhọn nặng lắm. Vâng. Rồi em về nhá. Em cảm ơn chị nhá. Rồi chị đi ruộng. Hôm nào đi qua nhà em chơi nhá. Rồi chị đi đây. Thank you.
Bao nhiêu tiền một cân đây? 5.000 một cân. Cân nào đấy, ngoài cân. Một cân đấy. Ngồi luôn đây bán thì tốt. Ngồi đây bán nhá. Cân đây tấu rồi. Tấu đứng ngồi luôn ở đây bán cũng được rồi. Một cân cho chú 2 cân này. 2 cân à? Cẩn thận quả to chú nhá. Đây. 2 cân luôn. Vâng, hơn rồi đấy. Ông có cái, chú có cái gì không để cho cháu mượn cháu đổ cái dưa này đây ra đây, bán thôi. Cái này này. Em cho anh thêm 1-2 quả nữa cho nó rồi. Của anh hết 20.000. Lấy chồng chưa? Có con rồi ấy. Nghe chồng con đâu hết mà bỏ chị đi bán dưa này. Chị bỏ chồng rồi. Em 20.000.